Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố cây cầu nối bán đảo Crimea với Nga mang lại chiến tranh chứ không mang lại hòa bình và do đó là một mục tiêu quân sự. Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh tình hình chính trường thế giới. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Ukraine dọa đánh chìm tàu đi tới Nga trên Biển Đen. Tổng thống Ukraine nói cầu Crimea là mục tiêu quân sự. Nga bắt cựu chỉ huy dân quân Donetsk. Nga tố Ukraine gây nguy hiểm cho tàu dân sự tại Biển Đen. Ukraine dọa đánh chìm tàu đi tới Nga trên Biển Đen. Moscow đáp trả. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moscow nghiêm túc xem xét cảnh báo của Ukraine đe dọa đánh chìm tàu tới Nga trên Biển Đen. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, các hành động không thể đoán trước cũng như sự tham gia của chính quyền Kiev vào các hành động khủng bố sẽ tạo ra mối đe dọa ở khu vực. Ông Peskov nói rằng chính phủ Ukraine không từ thủ đoạn nào khi cố gắng đạt các mục tiêu của mình. Đồng thời cho biết thêm, những tuyên bố như vậy rõ ràng là mối đe dọa trực tiếp đối với Nga. Nga đang đánh giá tình hình và các cơ quan liên quan của chúng tôi sẽ đưa ra các khuyến nghị phù hợp để giảm thiểu nguy hiểm đối với các tàu ở Biển Đen. Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm, trước đó Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố từ đêm ngày 21 tháng 7, Ukraine coi tất cả các tàu đi tới các cảng ở Biển Đen của Nga là đang chở hàng tiếp tế quân sự, đồng thời cảnh báo các tàu này có thể chịu chung số phận với một chiến hạm Nga được cho là đã bị lực lượng Kiev đánh chìm trước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cáo buộc Moscow biến Biển Đen thành khu vực nguy hiểm, cam kết trả đũa bằng vũ lực đối với bất kỳ tàu nào trong khu vực, kể cả tàu dân sự. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nhắc đến số phận của tàu tuần dương Moscow để chứng tỏ rằng Ukraine có các phương tiện chống hạm cần thiết. Tàu Moscow từng là kỳ hạm của hạm đội Biển Đen trước khi bị đắm vào tháng 4 năm 2022. Cảnh báo của Ukraine được đưa ra sau khi các quan chức Nga phát đi thông báo tương tự đối với tàu hướng tới các cảng của Ukraine đầu tuần này. Theo đó, một số khu vực trong vùng biển quốc tế tạm thời không an toàn. Quân đội Nga tuyên bố những tàu cố gắng tiếp cận cảng của Ukraine có thể bị coi là tham gia cuộc xung đột Ukraine. Nga rút khỏi thỏa thuận cho phép vận chuyển ngũ cốc Ukraine an toàn ở Biển Đen vào ngày 17 tháng 7, với lý do phương Tây không giữ bất kỳ lời hứa nào với Nga theo thỏa thuận, bao gồm cả việc cho phép tái xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ nước này. Tổng thống Ukraine nói cầu Crimea là mục tiêu quân sự. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố cây cầu nối bán đảo Crimea với Nga mang lại chiến tranh chứ không mang lại hòa bình và do đó là một mục tiêu quân sự. Các vụ nổ trên cầu Crimea vào hôm 17 tháng 7 đã giết chết 2 thường dân và khiến một phần của cầu đường bộ ngừng hoạt động. Tuy hoan nghênh cuộc tấn công này, nhưng các quan chức Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm, song Moscow đổ lỗi cho Kiev. Cầu Crimea vốn chỉ vừa mới hoạt động trở lại sau khi bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc tấn công tương tự vào tháng 10 năm 2022. Nga sát nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, trong cuộc phản công bắt đầu từ tháng trước. Kiev cũng có ý định giành lại bán đảo này. Theo ông Zelensky, cây cầu đường bộ và đường sắt do Nga xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2018 không chỉ là một tuyến đường hậu cần. Đây là con đường được sử dụng để cung cấp đạn dược cho chiến tranh và điều này đang được thực hiện hàng ngày. Nó quân sự hóa bán đảo Crimea, ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine tiếp tục, đối với chúng tôi, có thể hiểu đây là một cơ sở của kẻ thù được xây dựng bên ngoài luật pháp quốc tế và tất cả các quy tắc hiện hành. Vì vậy có thể hiểu được đây là mục tiêu của chúng tôi và một mục tiêu gây ra chiến tranh không đem tới hòa bình phải bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, ông Zelensky phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa vụ tấn công và việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen trong tuần này. Tổng thống Zelensky nói Nga đã cản trở hoạt động của hành lang ngũ cốc ngay từ đầu và sau đó họ lợi dụng tình huống quanh cây cầu Crimea, lấy nó làm ví dụ. Nếu không phải cây cầu Crimea, họ đã tìm ra một lý do khác, ông Zelensky giải thích. Cũng theo ông Zelensky, cuộc phản công của quân đội Ukraine đã mất thời gian chuẩn bị, trong khi các lực lượng của Nga đã thiết lập một số tuyến phòng thủ và giải mìn diện rộng trên lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Ukraine lặp lại đánh giá trước đó rằng cuộc phản công đã diễn ra chậm hơn so với mong muốn của ông. Chiến dịch cho đến nay tập trung vào việc chiếm lại các ngôi làng ở phía nam và các khu vực bị Nga kiểm soát ở phía đông. Ukraine không thụt lùi, chúng tôi đang dần dần giải phóng tất cả các lãnh thổ của mình, điều này rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng tôi đang tiến gần đến thời điểm có thể tăng tốc. Tôi hiểu rằng sẽ tốt hơn nếu chiến thắng đến sớm hơn. Đây cũng là điều mà chúng tôi muốn, ông Zelensky cho biết. Nga bắt cựu chỉ huy dân quân Donetsk.
giới chức Nga đã bắt Gykin, cựu chỉ huy dân quân Donetsk, với cáo buộc kêu gọi hoạt động cực đoan. Thẩm phán Olesa Medeleva thông báo phát lệnh bắt trong thời gian chờ xét xử đối với Igor Gykin, cựu chỉ huy dân quân tại tỉnh Donetsk. Bà Medeleva bác đề nghị xử kín ông Gykin đưa ra do không có căn cứ nào để làm điều này. Quyết định bắt ông Gykin được đưa ra theo đề nghị của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB trong vụ án liên quan hành vi kêu gọi hoạt động cực đoan. Nếu bị kết án, ông Gykin có thể lĩnh án 5 năm tù. Igor Gykin còn có biệt danh là Igor Chenkov, là cựu đại tá FSB từng lãnh đạo dân quân tại Donetsk sau khi tỉnh này tuyên bố ly khai khỏi Ukraine và thành lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ông Gykin giữ chức lãnh đạo cơ quan quân sự Donetsk từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2014, sau đó trở về Nga. Tòa án Hà Lan năm 2022 kết án Gykin cùng hai người khác với cáo buộc lập đội bắn hạ máy bay Ukraine bằng tên lửa chuyển từ căn cứ quân sự Nga, dẫn đến vụ bắn rơi máy bay MH-17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vào tháng 7 năm 2014, khiến cho 298 người thiệt mạng. Sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát vào hồi cuối tháng 2 năm 2022, ông Gykin là một trong những blogger ủng hộ chiến dịch quân sự của Moscow. Ông Gykin thường xuyên cập nhật tình hình chiến sự và thể hiện lập trường qua tài khoản Telegram với khoảng 875.000 người theo dõi. Khi Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn Wagner, tổ chức hành quân phản đối Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 24 tháng 6, ông Gykin chỉ trích đây là quyết định phản nghịch và tuyên bố ủng hộ chính quyền. Nga tố Ukraine gây nguy hiểm cho tàu dân sự tại Biển Đen. Điện Kremlin cáo buộc Kiev gây nguy hiểm cho vận tải hàng hải trên Biển Đen sau khi Ukraine cảnh báo tàu đến cảng Nga đối mặt với rủi ro. Bộ Quốc phòng Ukraine trước đó đã cảnh báo từ 0 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả tàu đi trên Biển Đen hướng tới cảng trên lãnh thổ Nga và khu vực nước này đang kiểm soát có thể bị Ukraine coi là vận chuyển hàng hóa quân sự và đối mặt với mọi rủi ro liên quan. Bình luận về tuyên bố của Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp báo nói rằng những hành động không thể đoán trước của Ukraine cũng như việc họ liên quan tới hoạt động khủng bố có nguy cơ tạo ra mối đe dọa trong khu vực. Những tuyên bố như vậy trực tiếp gây nguy hiểm, ông Peskov nói. Khi được hỏi liệu Nga có nhận thấy rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và các hàng hóa khác qua Biển Đen sau tuyên bố của Ukraine hay không, ông Peskov cho biết tình hình đòi hỏi các bộ phận chuyên trách của chúng tôi phân tích kỹ lưỡng, sau đó mới có kết luận và khuyến cáo để giảm thiểu nguy cơ. Các bình luận được đưa ra sau khi Nga vào ngày 17 tháng 7 thông báo từ chối tiếp tục tham gia sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, được ký một năm trước với các bên tham gia còn lại là Liên Hiệp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Thỏa thuận này nhằm đảm bảo an toàn cho xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen, cũng như tạo điều kiện cho xuất khẩu nông sản và phân bón Nga. Điện Kremlin trước đó cho biết Moscow quyết định rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc do những điều khoản liên quan đến Nga không được thực thi, đồng thời khẳng định điều này không liên quan đến vụ tấn công cầu Crimea hồi đầu tuần. Sau quyết định của Nga, Ukraine tuyên bố sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro để tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Trong khi đó, Mỹ chỉ trích Nga vũ khí hóa lương thực, kêu gọi khôi phục thỏa thuận sớm nhất có thể. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã rút thỏa thuận ngũ cốc. Nước này từ ngày 20 tháng 7 sẽ coi toàn bộ tàu tới cảng của Ukraine là tàu chở hàng quân sự và các quốc gia có treo cờ trên những con tàu đó sẽ bị coi là tham gia xung đột và đứng về phía Ukraine. Quan chức Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 7 cho biết Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đen và cảnh báo Nga có thể mở rộng các đợt tập kích nhằm vào Ukraine cùng tàu dân sự trong khu vực. Tuy nhiên, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov sau đó nói đây là thông tin sai sự thật, đồng thời cho biết coi tuyên bố của Mỹ là nỗ lực ngụy trang bằng mọi giá các hành vi của chính họ nhằm phá hoại thực thi những thỏa thuận liên quan. Ông cũng khẳng định Nga không lên kế hoạch tấn công tàu dân sự trên Biển Đen. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!